đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là coin 98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái fast free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví coin 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng coin 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ con 98 tôi sẽ chuyển qua để mà nói qua cái thông tin lớn thứ ba ngày hôm nay đó chính là một cái đạo luật đây là một cái dự luật mà thôi không phải là luật đây là điều mà thuận muốn các bạn hiểu rõ đây chỉ là một cái đề nghị để có một luật mà thôi chưa có được thông qua chưa có được hạ viện thông qua chưa có được thượng viện thông qua và đương nhiên là chưa được tổng thống ký cho nên đây là một cái điểm sơ khai mà thôi nhưng mà đây là một cái đạo lực mà có thể có sự ảnh hưởng lớn đối với crypto. Đó chính là đạo lực có tên là cạnh tranh của Hoa Kỳ. America Compete Act thì đây là một dự lực đó mà không phải là được tạo ra để mà chống đối crypto như là những lực trước đây. Đây là một cái dự lực đó mà chủ yếu để cho Hoa Kỳ có thể cạnh tranh với quốc gia như là Trung Quốc về nhiều phương diện đương nhiên trong đó là có phương diện tài chính. Nhưng mà có một phần ở trong cái dự luật này đó sẽ trao quyền cho bộ tài chính cấm crypto tại các sàn Làm sao làm được điều này? Thường sẽ chia sẻ chi tiết thêm với các bạn Và không chỉ riêng là crypto bị ảnh hưởng đâu Điều khoản trong cái dự luật này đó, dự luật cạnh tranh của Hoa Kỳ sẽ cho phép bộ tài chính bí mật Cấm bất kỳ giao dịch nào mà họ cho là một cái mối quan tâm Mà không có bất kỳ thông báo công khai nào với lại dân chúng Thì hiểu rõ hơn đó, thì thường chia sẻ với các bạn cái mà gọi là các biện pháp đặc biệt đó đây là một phần ở trang rất là sâu thường nhớ là trang khoảng 800 tám trăm hay ba gì đó đây là một cái dự luật rất là dài nhưng mà trong cái phần này đó có một cái phần gọi là các biện pháp đặc biệt phần 31 mươi usc năm ba a thì trong đây có 5 điều bốn điều đầu tiên đó cho phép bộ trưởng bộ tài chính chỉ đạo các tổ chức tài chính tham gia vào việc giám sát bất thường và lưu trữ hồ sơ về các giao dịch của khách hàng của họ giống như là chúng ta nói tới là mọi chi tiết hoạt động của giao dịch của bạn có nghĩa là đây là một trong những cái dự lực mà có thể cho phép bộ trưởng bộ tài chính chỉ đạo những thứ chức đầu tư như là ngân hàng như là sàn giao dịch cung cấp và giám sát bất cứ một cái hành động nào các bạn liên quan tới hoạt động tài chính Có nghĩa là họ sẽ biết được các bạn à, lưu trữ bao nhiêu di chuyển tiền từ đâu tới đâu đây là một cái sự xâm phạm liên quan tới quyền à, tư ẩn tài chính của người dân thứ nhì nữa là điều thứ năm cho phép bộ trưởng như bộ trưởng bộ tài chính đó là chỉ đạo các tổ chức tài chính nghiêm cấm khách hàng của họ giao dịch giống như là à, chúng tôi xin lỗi nhưng mà tài khoản của bạn đã bị đóng băng thì các bạn thấy được là đây là điều rất là nguy hiểm không những là bộ trưởng bộ chính có thể là giám sát và lấy được thông tin cá nhân của một cái người dùng mà họ có thể là chỉ đạo những công ty đó đóng băng tài khoản các bạn thì có thể là nhiều bạn nói một cách đơn giản là tôi đâu có làm gì à, phạm pháp đâu mà lo đâu có sợ người ta xem đâu không phải đơn giản như vậy các bạn cứ nghĩ đi về một cái phương diện nào đó đó các bạn ủng hộ một cái lý tưởng nào các bạn ủng hộ một cái chính sách chính trị nào mà không có giống như là đi cùng xu hướng với là bộ trưởng bộ tài chính hay là không có đi cùng xu hướng với là bất cứ à, một cái đơn vị nào mà họ không thích bạn làm như vậy giống như các bạn quyên góp tiền cho một nơi nào đó mà họ không thích thì họ có thể mượn cái cớ để mà thứ nhất là giám sát các bạn thứ nhì đóng băng không cho các bạn quy góp tiền nào đó nữa để mà họ có thể trục lợi về nhiều phương diện khác giống như là họ có thể là hạn chế tiền các bạn à, gửi đến cho một nghị sĩ nào đó các bạn ủng hộ hay là một cái đảng nào đó các bạn ủng hộ để cho họ có thể là ngăn chặn tiền của các bạn gửi đến đó để họ có thể là trục lợi về cái phương diện chính trị chẳng hạn cho nên không chỉ riêng là các bạn nói là chúng ta không làm gì không cần phải sợ ở đâu có rất nhiều điều có thể xảy ra hay là các bạn đã thấy rồi, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho nên do Linh thì không có cái thiện cảm đối với crypto thì có thể dùng cái luật này để mà đàn áp thị trường này. Thì các bạn có thể hiểu đó là các biện pháp này có thể được thực hiện nếu như một Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng thứ nhất đó là hợp lý để kết luận một cơ quan tài phán bên ngoài Hoa Kỳ một hoặc là nhiều tổ chức tài chính hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ một hoặc là nhiều giao dịch bên trong hoặc liên quan tới một cơ quan tài phán bên ngoài Hoa Kỳ hoặc là một nhiều loại của các ngân hàng tài khoản khác thì cái mối quan tâm đó là liên quan tới rửa tiền thì miễn là các bạn cứ nghĩ đơn giản một chút đó thường chia sẻ một số những cái ví dụ tại vì mới đây đọc cũng hơi khó hiểu một chút nhưng mà cái ví dụ nếu như mà bộ trưởng bộ tài chính cho rằng tất cả các giao dịch tiền điện tử đó được xác thực bởi một người khai thác hay là một cái miner bên ngoài hoa kỳ à, hay là tất cả các bí đó không giám hộ là mối quan tâm hàng đầu về rửa tiền thì họ có thể là nói là vì lý do đó đó cái đạo luật này cho họ cái quyền được đóng băng hay là ngưng hoạt động cái sàn đó hay là ngưng hoạt động cái ví các bạn các bạn cứ nghĩ đơn giản đi giống như là các bạn là sử dụng bitcoin đi thì bitcoin của các bạn đó là được xác nhận bởi những cái người thợ đào các bạn đâu có biết họ là ai đâu nhưng mà lỡ như mà trên blockchain cho thấy được đó là cái ví bitcoin của các bạn là có một giao dịch được xác nhận bởi một cái đơn vị đào giống như hiểu đơn giản đơn vị đào này đó là ở canada đi và đơn vị đào này đó đã bị chính phủ à, giống như là tịch thu hay là bị chính phủ cho đó là một đơn vị đào một cái công ty mà có liên quan đến việc rửa tiền thì có thể là họ lấy lý do đó mà đóng băng cả cái tài khoản các bạn đang có hiện tại thì các bạn thấy được đây là một điều mà không có lý lắm nhưng mà đây có thể xảy ra đương nhiên đây là một ví dụ mà thôi cái mà chúng ta nên hiểu đó là hiện bây giờ đó cái luật của Hoa Kỳ thì đã có cái luật liên quan để chống lại những việc rửa tiền rồi những cái các bạn đã làm như là KYC hay là luật Bank Secrecy Act BSA đó nhưng mà cái luật hiện bây giờ đó Nếu như mà Bộ trưởng Bộ Tài chính hay là bất cứ đơn vị nào Mà họ có muốn một cái quyết định giám sát Hay là có một cái quyết định giám hộ gì đó à, Thì không phải là họ làm ở trong một cách bí mật như vậy Cái điều khác biệt đó là Cái luật này đó cho phép Bộ trưởng Bộ Tài chính bí mật làm những điều đó Nhưng mà hiện bây giờ là phải làm công khai chứ không phải làm bí mật Luật bây giờ đó là trước hết đó là cần phải công khai những cái biện pháp Nhưng mà thứ nhì nữa đó là cần phải cho thời gian công chúng phản ảnh về cái biện pháp đó Nếu như mà khẩn cấp lắm đó là phải là 120 ngày trước khi mà cái biện pháp đó là có hiệu lực Và không thể trở thành vĩnh viễn Nếu như mà muốn trở thành vĩnh viễn đó thì cần phải đi qua những cái quá trình Những cái sự góp ý từ công chúng Rồi sau đó mới có thể tạo thành luật thực sự được Cho nên cái mà chúng ta nói tới đây đó là cái dự luật này có thể cho rất là nhiều quyền đến cho bộ trưởng bộ tài chính và họ có thể làm những điều này ở trong bí mật mà các bạn không biết được. À, các bạn đã thấy rồi đây là cái dự luật mà thôi nhưng mà cái dự luật này cũng có thể có những cái sự ảnh hưởng rất lớn đối với thị trường crypto. Nhưng mà đương nhiên mình chỉ là một cái phần nhỏ trong thị trường tài chính mà thôi. Thì nghĩ là có rất nhiều người sẽ không thích cái dự luật này đâu. Tại vì đây không chỉ là cho họ cái quyền à, giám sát tài khoản crypto của bạn mà cũng cho họ cái quyền giám sát bất cứ tài khoản của bất cứ một người nào cho dù là không liên quan đến crypto cho nên tôi nghĩ là cái dự luật này nó sẽ khó thông qua với lại cái tài liệu hiện tại nhưng mà chúng ta tiếp tục chờ đợi mà thôi. Chúng ta vẫn chưa có thêm thông tin. Điều thứ tư đó là thùng muốn chia sẻ một số những cái thông tin nổi bật nhất với các bạn ngày hôm nay thì trước hết chúng ta đã thấy rồi đây là thông tin thường đăng ở trên những mạng xã hội thì công ty Fidelity đó cái đề xuất Spot ETF của Fidelity đã bị SEC từ chối rồi và đây là cái đề xuất thứ sáu mà để có được một cái spot ETF bị từ chối bởi SEC kế tiếp đó là đề xuất của Stone Ridge à NYDIG ngày 16 tháng 3 này thì rất rõ ràng là hiện bây giờ đó ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ SEC đó không trùng bước trước áp lực để chấp nhận một cái Bitcoin ETF điều này sẽ dẫn đến là một là các công ty này đó họ sẽ đi qua những nơi khác đi mà mở quỹ của họ giống như là Canada thật ra thường nhớ là Fidelity cũng đã mở chi nhánh cái quỹ đầu tư spot ETF Canada rồi thứ nhì là những công ty này có thể đặt kiện SEC về những cái từ chối này đã không có căn cứ thứ ba là họ có thể nạp đơn trở lại và tiếp tục và một trong những người mà rất là lên tiếng về việc này đó chính là dân biểu Tom Emmer Thì dân biểu Tom Emmer đã nói là lại một ngày nữa SEC từ chối Bitcoin Spot ETF một cách vô lý Thì các bạn cũng đã hiểu tại sao rồi Thì các bạn cũng đã biết là hiện bây giờ đó Chúng ta đã có một cái Bitcoin Futures ETF nhưng mà Futures cho nghĩa là dựa theo đồng tương lai chứ không phải là có Bitcoin thật sự Cái mà chúng ta muốn thấy đó là một cái Bitcoin ETF có Bitcoin thật sự Có nghĩa là spot Bitcoin ETF cái bây giờ vẫn chưa có thì cái uh, điều mà nhiều người bây giờ phản ảnh với lại SCC đó là tại sao như vậy thì SCC nói là tại vì cần phải bảo vệ người tiêu dùng cho nên không có Bitcoin ETF nhưng mà điều này cực kỳ vô lý. Tại vì các bạn thấy là thứ nhất chúng ta nói tới là bảo vệ người tiêu dùng thì tại sao mà lại cho những nhà đầu tư đó có thể đầu tư vào Bitcoin future ETF trong khi mà hợp đồng tương lai nó có cái sự nguy hiểm cao hơn là spot thứ nhì nữa đó là SEC nói là những cái việc liên quan tới làm giá đó họ rất là sợ làm ảnh hưởng đến nhà đầu tư nhưng mà các bạn thấy là cái điều này cũng vô lý tại vì cái future ETF bây giờ là cái giá đó đó là cũng dựa theo cái giá đến từ thị trường spot mà thôi cho nên cũng không có gì gọi là khác biệt hết nhưng mà đối với lại việc spot ETF mà lại không muốn thông qua đó là một điều mà nhiều người nói rất là vô lý hiện tại cho nên nhiều công ty nói đó là đây là một cái việc làm của SEC có thể dẫn đến là họ sẽ đi kiện tại vì SEC đó từ chối những cái quỹ đầu tư này một cách vô lý. Đây là những gì mà có thể xảy ra trong thời gian tới đây. Nhưng mà cho đến bây giờ chúng ta thấy được là SEC đó, mặc dù gặp nhiều cái áp lực. Các bạn thấy là có nhiều người, những công ty họ đã lên tiếng nói là có thể kiện SEC. À, các bạn thấy là những người như là dân biểu Tham M và một số người khác cũng đã à, lên tiếng nói là sẽ không có bỏ qua cái chuyện này. chúng ta tiếp tục chờ đợi để xem như thế nào. Thường thì tin tưởng là chúng ta sẽ có một cái quỹ đầu tư spot ETF nhưng mà không biết khi nào mà thôi. Nhưng mà ít ra cái bước đầu tiên đã có rồi, đó chính là Bitcoin Futures ETF. Có thể là hy vọng cho năm nay chúng sẽ có một cái Bitcoin spot ETF. Đó là điều chúng ta muốn thấy. Nói tới đây đó thì các bạn cũng đã nhớ là có một cái uh, luật trước đây đó. Đây là một cái uh, luật À, mà đã được thông qua rồi và trong cái luật này đó có một phần liên quan đến cái định nghĩa người môi giới và các bạn đã nhớ là cái lúc đó là nhiều người cũng đã lên tiếng nói là cái định nghĩa của người môi giới ở trong cái luật liên quan đến cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ đó thì không hợp lý tại vì cái thông tin liên quan tới người môi giới này đó nó quá bao quát và cũng tính luôn à, những cái thợ đầu BTC và những thợ BTC thì không thể nào biết được là những giao dịch đó là của ai để mà thông báo cho nhà nước được cho nên các bạn thấy được là cái trận chiến vẫn tiếp tục xảy ra và ngày hôm nay các bạn thấy lại có thêm một lá thư à, được gửi đến từ nghị sĩ Patrick Henry và nghị sĩ à, à, Tim Ryan hai nghị sĩ này cũng đã tiếp tục gửi thêm một lá thư đến cho bộ trưởng bộ tài chính Janet Yellen để kêu bà ta đó là à, xem xét lại để mà loại trừ cái định nghĩa người môi giới đó chứ nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến thì crypto này và cho dù là bộ trưởng tài chính cũng như là is cũng đã lên tiếng nói là cho dù là cái luật đẩy như vậy nhưng mà họ cũng sẽ không có coi những người thờ đào là một trong những cái đơn vị tài chính mà phải báo cáo đâu nhưng mà các bạn thấy là cái luật này đó đã được ký và thông qua và sẽ bắt đầu vào năm sau năm 2023 nhưng mà năm nay là một năm mà nhiều người sẽ kêu gọi để mà thay đổi cái định nghĩa đó đây là cái cập nhật mới nhất mà trước đây thường đã nói với các bạn nhiều rồi điều này vẫn đang xảy ra nói tới đây đó thì các bạn thấy được là đột ngột gần đây chúng ta có rất nhiều những cái người mà ra ứng cử đó các bạn có thể biết là ở hoa kỳ thì năm nay là một năm bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 này ra sẽ bầu lại rất nhiều ghế ở thượng viện và hạ viện và các bạn thấy là người này đi người kia tới chúng ta càng ngày càng có thêm nhiều người trẻ tuổi hơn à, và họ thích công nghệ họ yêu thích btc và nhiều người đã công khai đứng lên các bạn thấy được, gần đây chúng ta cũng nói tới là thị trường của thành phố New York, chúng ta nói tới thị trường của thành phố Miami, chúng ta nói tới thị trường của Tennessee và chúng ta cũng đã nói tới uh, Ohio thì có nghị sĩ Cynthia Loomis, rất nhiều người, rất nhiều người ở uh, chính phủ Hoa Kỳ đó đã đứng lên nói là ủng hộ BTC, ủng hộ crypto và gần đây các bạn cũng đã thấy rồi đây là người của đảng Cộng hòa tiểu bang Ohio. Josh Mandel thì đây là cựu thủ quỹ tiểu bang và là cựu thủy quân đã thông báo đó là ông ta sẽ tranh cử lần thứ ba cho cái ghế thượng viện Hoa Kỳ và Josh Mandel nói đó là tôi sẽ đến thượng viện Hoa Kỳ để thúc đẩy sự nghiệp tự do và Bitcoin. đương nhiên lại thêm một người nữa tiếp tục là ủng hộ BTC đến từ chính phủ Hoa Kỳ. Kế tiếp các bạn thấy được là Mike Cargill thì đây là một người đó cũng ủng hộ BTC và ông ta nói đó là tôi là một người ủng hộ Bitcoin không thể là không như vậy khi mà tôi thấy những gì chính quyền Biden đang làm đối với giá trị của đồng đô la Mỹ, tôi hoan nghênh tổng thống David Berkeley và những lựa chọn táo bạo của ông để bảo vệ tài sản của nước El Salvador và Mike là một trong những ứng cử viên cho quận 35 của Hạ viện Hoa Kỳ tiểu bang California. Các bạn thấy rất nhiều người rất nhiều, nhiều bây giờ đột ngột lên tiếng ủng hộ BTC và đang ra ứng cử. Các bạn thấy là nằm mơ cũng không ngờ được là năm 2000 22 đó thì Bitcoin lại trở thành một trong những cái đề tài đem ra để mà nói tới khi mà ra tranh cử trở lại. Và đương nhiên không chỉ uh, riêng là ở Hoa Kỳ các bạn thấy được là Tristop de Buckele uh, đây là một thành viên quốc hội của Brussels cũng đã nói là sẽ chuyển toàn bộ tiền lương của cả năm 2022 này đó là sẽ nhận tiền lương bằng BTC. Không chỉ riêng là người ở Hoa Kỳ mà bạn thấy được là thành viên quốc hội của những quốc gia khác cũng có những cái động thái tương tự. Thông tin kế tiếp nữa thì muốn chia sẻ với các bạn Trước khi chúng ta nói về on-chain đó thì chúng ta sẽ nói tới Google Thì bộ phận Google Cloud đó của công ty mẹ là Alphabet đó, Họ cũng đang thành lập một nhóm kinh doanh blockchain Các bạn nên hiểu đó là kinh doanh cloud đó, trong những cái phần kinh doanh mà kiếm được rất nhiều lợi nhuận Các bạn thấy được Amazon Cloud các bạn thấy được là Microsoft Azure, chúng ta nói tới là Google Cloud là những cái mảng mà cung cấp những cái tính toán đám mây và những cái server đó và kiếm được rất nhiều tiền cung cấp cho khách hàng của họ đó là bao gồm những công ty blockchain mà họ biết đến như là Dapper Labs, Hedera, Theta Labs và trong tương lai đó Google, Google Cloud cũng có thể chấp nhận để mà thanh toán bằng crypto thì cái mà chúng ta thấy Google làm ở đây đó, đó chính là hiện bây giờ họ đã cung cấp Google Cloud cho những cái công ty hiện bây giờ rồi nhưng mà họ muốn có thêm một cái nhóm kinh doanh Cloud để mà bán những cái sản phẩm đó cho những công ty blockchain như là chúng ta nói tới Hedera, Tether Labs, Apple Labs đây là cái thông tin đến từ Google các bạn thấy được là bây giờ nó công ty lớn nào cũng có những cái đơn vị liên quan tới blockchain và crypto rồi và cuối cùng chúng ta sẽ bước qua onchain thì onchain ngày hôm nay đó chúng ta thấy được những gì thì những thông tin mà các bạn thường hỏi thuận đó chính là hiện bây giờ còn bao nhiêu Bitcoin đang có lời Thì cái mức bây giờ đó vẫn còn đang thấp cao hơn qua một chút nhưng mà vẫn còn thấp đó chính là cái mức 65% của Bitcoin đang có lợi dựa theo Classno Về phương diện những cái lệnh mà đòn bẩy bị thanh lý đó thì hôm nay cũng không có nhiều lắm Các bạn thấy được là trong vòng 24 giờ thanh lý tổng cộng là 166 triệu đô la Và trong vòng 4 giờ gần đây đó thì có rất nhiều lệnh short bị thanh lý Chúng ta thấy những cái sàn như là Binance, OKX, Bybit, FTX toàn là lệnh sốt bên thanh lý hiện bây giờ thôi Debit thì có định loan bên thanh lý nhưng mà phần lớn các bạn thấy trong vòng 4 giờ qua đó là rất nhiều lệnh sốt đã bị thanh lý bởi những cái sàn này Và nói tới đây đó thì các bạn sẽ muốn biết là hiện bây giờ đó những linh đồng 7 còn nhiều hay không Thì các bạn thấy là đã, đã không tăng nữa như như chúng ta đã chia sẻ ngày hôm qua đó cái đường màu xanh này đại diện cho tổng số lệnh đòn bẩy hiện bây giờ thì các bạn thấy được là đang ở trên cái xu hướng đi xuống và vẫn đang mức cao nhưng mà ít ra cũng đã bắt đầu trên xu hướng đi xuống rồi không tăng nữa và chúng ta thấy được là cái chỉ số funding rate cái phiếu đêm bây giờ đó lại chuyển qua thành số dương là 0.005 À, có nghĩa là chúng ta thấy được là bây giờ lại nghiêng về một ít liên quan đến những cái lệnh lon, có nghĩa là nhiều lon hơn là sốt nhưng mà trên như bạn vẫn đang cân bằng mà thôi tại vì 0.05 là con số rất là thấp và chúng ta nhìn là cái thông tin cuối cùng đó chính là liên quan đến cái số lượng BTC nạp vào và rút ra thì để thường chia sẻ một điều với các bạn là nhiều bạn hỏi thường là cái thông tin này thường chia sẻ đó hàng ngày với lại cái thông tin ở trên telegram đó nó có giống nhau hay không tại sao mà ở trên telegram lại thấy nhiều cái thông tin liên quan tới btc nạp lên nhưng mà thường chia sẻ hàng ngày lại không thấy như vậy cái khác biệt ở đây đó là cái thông tin ở trên telegram là ngay cái thời điểm đó và chỉ nhìn vào cái góc cạnh là cái số tiền nạp mà thôi chứ không tính cái số tiền rút ra cái mà mình chia sẻ đây với các bạn đó là tổng kết nguyên một ngày đó là cái sự khác biệt và tổng kết nguyên một ngày thì như thế nào các bạn thấy được là cho đến ngày hôm qua vẫn là btc rời khỏi nhiều hơn là nạp vào mỗi một thanh này là một ngày và các bạn thấy được gần đây hai tuần qua giá đi xuống nhưng mà tình hình vẫn là BTC được rút ra nhiều hơn nạp vào và bên dưới này Ethereum thì cũng tương tự như vậy mà thôi hai ngày hôm nay thì có hơn một ít Ethereum nạp vào hơn rút ra nhưng mà trên căn bản hai tuần qua Ether vẫn tiếp tục rời khỏi và như bạn cũng sẽ hỏi thường câu hỏi như mà nhiều bạn cũng đã hỏi rồi đó chính là thường thì cứ chia sẻ thông tin là có nhiều BTC và Ethereum rời khỏi nhưng mà vẫn thấy giá đi xuống thì cái khác biệt ở đây đó là giá cả là ngay thời điểm đó Nguồn cung bao nhiêu, nguồn cầu bao nhiêu Người bán nhiều hơn người mua thì đương nhiên là giá nó sẽ dẫn đến là đi xuống Nhưng mà cái thường chia sẻ ở đây đó là những người mà thu mua xong Thì những đồng đó có tiếp tục nằm ở trên những cái sàn hay không Hay là bị rút ra và tinh hình là bị rút ra chứ không phải là tiếp tục nằm ở trên sàn Và đây là những cái tài liệu mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay ngày mai đó là thứ sáu tại Hoa Kỳ thì ngày mai thường sẽ không có chia sẻ video với các bạn cho nên thường cũng hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và những bạn nào mà muốn nhận những thông tin mới nhất đó, thì nên theo dõi thường Capital trên những mạng xã hội bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này. Và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn Nepex, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và những người nào mà ở hoa kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn binance us những người nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là nexo hay là blockfi và đương nhiên crypto coin ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on chain mà chúng ta thường hay sử dụng tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn